xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Video ngày hôm nay là dành riêng một video nói riêng về cái chủ đề là thanh lý và bán hộ, nên là các bác xem đầy đủ nhá, chứ không có đăng chung vào mấy cái video hôm trước em có quay đâu. Thì hôm nay em sẽ nói qua về như này. Thì đây là đôi này là của ông chú ngoài Hải Dương. Thì bây giờ chú nào muốn bên em bán hộ, chú ấy là hai cặp vỏ DMX gỗ dán, được chưa? Gỗ dán chống nước, thùng ốc chôn gen, tình trạng thùng còn cực kỳ đẹp với mức giá cực kỳ xuân yêu thương. Và chú ý dặn là bán cả bộ, không có kiểu tách phân tần ra đâu. Còn các bác vẫn đòi là bớt lại phân tần, thì riêng cái bộ phân tần này bây giờ bán rất là khó, tách phân tần ra bán khó. Còn nếu như phân tần đi cùng với thùng này thì thành ra là cái thùng phân tần rẻ cực kỳ luôn. Em sẽ đọc giá nhá. Nếu như thùng này mới thì phải tầm gần 3 triệu, hơn 3 triệu một đôi thùng. Và bây giờ là bán hộ chú ý là thùng phân tần có 2 triệu, là có họng kèn và lưới e căng kia. Đấy, họng kèn này là 50-60 này. Đấy, kèn 50-60, à kèn 60 luôn, 60 vuông luôn. Đấy, không có củ tép nhá. Thì nào có thùng với họng kèn là vào 2 triệu trên một đôi. Tép này là sẽ lắp vào hỏa tiễn. Và bên cạnh đây nữa là cái 715. Thì 715 này có hai đời. Một đời là sử dụng cái hình như năm một trước rồi phải. Đâu cũng vậy. À đây. Một đời là sử dụng cái phân tần như này này. Đấy. Và một đời khác nữa thì sử dụng cái phân tần là rất là xịn. Đây em sẽ quay cho các bác xem. Thì bên em làm thì em sẽ hộ luôn nhá. Hộ được cái gì thì hộ. Một đời là sẽ sử dụng cái phân tần này. Thế bây giờ nhá, cái đời mà sử dụng cái phân tần mạch có nhiều con chả nhôm này, nhìn trông nó hầm hố này, thì lại sẽ đi cùng với combo phần tép. Thì các bác có thể là mua thùng phân tần và tép, hoặc là mua thùng phân tần thôi, không có tép. Thì đây là cái củ loa tép của chú nhờ bên em lấy luôn bán hộ. Củ tép là 750. Đấy, côn dây đồng tép đại 715. Thì combo như này giá nó sẽ như sau. Ví dụ như cái thùng phân tần rẻ này thì sẽ vào là 2 triệu một đôi, không có củ tép. Còn nếu mà có củ tép thì các bác cộng cho em đến 800 nữa, là vào 2 triệu 8. Thùng phân tần tép 2 triệu 8. Đây là bán hộ nhá, lưu ý bán hộ nhá. Đấy. Còn cũng là thùng phân tần và tép, nhưng mà nắp cái cấu hình cái mạch phân tần kia thì nó sẽ vào là 3 triệu 2. Đấy. Thùng như này, nắp tép như vậy, và phân tần cái loại mạch chảy nhôm các bác vừa xem thì nó sẽ vào 3 triệu 2 trên một đôi. Thì đây là nhận giá bán hộ, không biết là có lãi được nghìn nào không thôi. Đấy. Nhận ra bán hộ nhé. Tất cả là thùng là gỗ dán hết. Thành đi bán hộ cho chú ấy. Chứ bây giờ chú bảo là ông này ông nói, ông kia ông nói thế này, thì có tí nữa định về bê noa ra đổ xăng vào đốt. Và thôi chú ơi, chú đừng cái đóng cái bộ phim đừng đốt nữa. Cái bộ phim nổi tiếng lắm rồi. Đấy, thế là thôi. Đăng video, đăng lên đây để các bác nào xem nào. Các bác nào thích thì liên hệ, và em sẽ nhận giá là thành như bán hộ cho chú, bán giúp chú thôi, chứ bây giờ nhà chú nhiều loa quá nên hỏa tiễn hết rồi. Đấy, thì bây giờ là chiếc này em cũng để đây là để làm lại phân tần. Đấy, tất cả phân tần rút hết ra xong là đo nắn lại trên RTA để cho nó chính xác và chuẩn, tương đối chuẩn tí. Về mỗi loại bát thì nó khác nhau một tí nên làm tương đối thôi. Cắt bát là từ 1.8 đến 2.2 và tép từ 2.2 trở lên hoặc là 1.7 trở lên. Đấy, để cho nó được cái tiếng tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo được các bác đánh gần mắc pin và không bị rứt, không bị toi tép. Tép này công suất là 80W một quả. Đấy. Đây em sẽ quay lại cho các bác xem. Riêng bát là sẽ bớt lại để nắp vào hỏa tiễn nên là chú sẽ không bán bát. Còn đây là phân tần đây. Phân tần thì không biết là trước là có bác thợ hay anh thợ là vui tính sử dụng cấu hình như này chèn thêm vào dây. Cái này thì em không có đánh giá cao lắm, bởi ngày xưa chính bản thân em cũng làm và em sẽ nhận được cái khuyết điểm này. Đấy, chính bản thân em là ngày trước đã làm và cũng nhận được cái khuyết điểm. Đây, phân tần đây. Cấu hình là 3 triệu 2,
thùng, phân tần và tép. Còn nếu mà các bác lấy thùng và phân tần không lấy tép thì nó sẽ là vào 2,4 triệu nhá. Đấy. Tủ tép 2,7 chất. Ok, không linh tinh lên thêm nữa thì bây giờ em sẽ vào việc làm chỉnh sửa phân tần sử dụng trên phần mềm Smart V7 để làm cho nó chuẩn chỉ một tí cho chú yên tâm và cho các bác yên tâm. Đấy, cảm ơn sự quan tâm của các bác trong suốt thời gian vừa qua, đã có nhiều các bác đặt ra những ý kiến và nhiều các bác khen, nhiều các bác cũng chê. Đấy. Khen thì em công nhận mà chê cũng công nhận thôi, nhưng mà chê theo kiểu là đắt này thì thôi tùy, mua chỗ nào rẻ thì mua nhá. Bên em bán giá gần như là rẻ nhất nhì. Còn em chưa muốn báo lại cái vụ hỏa tiễn hôm trước đâu. Hôm trước báo nhầm giá, bán được vài đôi rồi cuối cùng là bị nổ vài triệu. Buôn bao giờ mới lãi được vài triệu này, bây giờ mỗi đôi lãi vài trăm nghìn, bây giờ này nổ vài triệu là vỡ mặt rồi. Báo nhầm giá phát nổ vài triệu ngay. Đau đầu. Ok nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong cái video lần sau.